Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay 28 tháng 12 nhé. Vào ngày hôm nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi tố và đồng thời bắt tạm giam 2 tháng đối với đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang, người dì ghẻ đã bạo hành bé gái Vân Anh dẫn tới cái chết thương tâm. Theo thông tin ban đầu, bố mẹ ruột của bé An là anh T và chị H đã ly hôn cách đây hơn 1 năm. Sau khi ly hôn thì em trai của bé An sống cùng với mẹ, còn An thì sống cùng với bố và dì ghẻ là Trang. Theo như ông QV, anh của chị H đã cho biết em gái mình là người hiền lành. Khi đang trong một mối quan hệ vợ chồng, hôn nhân với T thì phát hiện ra T đang qua lại với Trang. Và đỉnh điểm là có lần T và Trang đã công khai chửi bới H khiến cho chị phẫn uất đến mức là nghĩ quẩn và phải nhập viện điều trị. Ông QV đã tiết lộ rằng sau khi ly hôn thì anh T không cho phép cháu An được gặp gỡ người thân bên ngoại. Chị H cũng khẳng định rằng hơn 1 năm vừa qua thì hai mẹ con vẫn chưa được gặp nhau. Mỗi lần chị muốn gặp con thì đều phải thông qua Trang. Về phần người hàng xóm thì một người sống tại căn hộ phía trên nhà bé An đã kể lại rằng bản thân họ nhiều lần đã nghe thấy tiếng đập đồ đạc, tiếng la mắng của đàn ông và phụ nữ. Và đỉnh điểm là cách đây khoảng 2-3 tháng, do có tiếng khóc thét của trẻ em nên chị đã gọi điện xuống lễ tân để nhờ can thiệp. Nhưng mà khi bảo vệ lên thì không còn thấy tiếng la hét nữa nên là mọi người đều cho rằng cháu bé đã chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã rồi đã la hét chứ không nghĩ là cháu đã bị bạo hành như vậy. Một người hàng xóm khác thì cho biết rằng gia đình anh dọn về chung cư này sinh sống từ tháng 9 năm 2020 và liên tục nghe thấy những tiếng động mạnh và quát tháo la hét từ căn hộ nhà bé An. Nhiều cư dân khác sinh sống tại khu chung cư này thì cũng đã vô cùng bức xúc với cách xử lý của ban quản lý tòa nhà. Họ cho rằng rất nhiều người đã từng phản ánh nhưng mà sự việc lại không được ban quản lý giải quyết một cách triệt để. Sau khi sự việc đau lòng xảy ra thì vào tối ngày hôm qua, bác ruột của bé An đã thắp nến thành dòng chữ Vân An dưới sảnh của khu chung cư mà nơi bé sinh sống để tưởng nhớ cháu gái của mình. Nhiều cư dân cũng đã đến thắp hương và cầu nguyện cũng như tưởng nhớ đến bé. Thậm chí một số người đã không thể cầm được nước mắt khi mà biết được nguyên nhân của sự việc này. Được biết thì mẹ ruột của cháu An cho biết gia đình hiện đã lo xong xuôi tang lễ cho cháu và đồng thời cũng đã nộp đơn tố cáo người bố và người dì ghẻ vô lương tâm kia. Cho tới ngày hôm nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh đã chính thức khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội hành hạ người khác. Làm việc với phía cơ quan điều tra thì bị can đã khai nhận việc hành hạ và đánh đập bé An. Trong thời gian chung sống thì Trang thậm chí là còn đặt mua roi mây để dạy dỗ con của chồng. Sau khi roi mây gãy thì Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ. Vào ngày 22 tháng 12 sau khi ăn trưa xong, Trang đang dạy An học bài. Do bé gái làm sai nên Trang đã đánh nhiều cái và chỉ dừng đánh đến khi mà An học tốt lên. Cho đến tối khi mà anh T trở về nhà thì phát hiện ra con gái của mình đang yếu dần nên đã nhờ bảo vệ đưa An đến bệnh viện nhưng mà bé đã không thể qua khỏi. Thời điểm mà An được đưa vào bệnh viện thì các bác sĩ đã ghi nhận trên cơ thể của bé có rất nhiều vết bầm tím lớn. Ngoài ra thì còn có những vết thương được khâu vá và được mờ đi ở vùng mặt. Nhiều ý kiến đã cho rằng anh T có vẻ như là đồng tình với các biện pháp dạy dỗ con của người tình của mình nên đã không có những hành động quyết liệt để bảo vệ cho con mình hoặc là cản trở Trang thực hiện những biện pháp dạy con mình. Một thông tin đáng chú ý khác là nhiều người đã lan truyền thông tin tin đồn rằng ông nội của bé An là phó giám đốc bệnh viện Trưng Vương. Sau khi sự việc đau lòng xảy ra thì phía bệnh viện đã công khai để đính chính thông tin lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác. Nhưng mà sau đó thì người này đã nhanh chóng xóa đi và hành động này thì đã khiến cho nhiều cư dân mạng bức xúc và vào fanpage của bệnh viện Trưng Vương để lại những nhận xét và bày tỏ sự bức xúc cũng như là đánh giá 1 sao. Cho tới mới đây thì đại diện của bệnh viện Trưng Vương là chị Hồ Thị Hòa đã chia sẻ rằng đến tối thông tin tràn lan trên mạng xã hội và không biết từ đâu ra, chúng tôi xin khẳng định rằng cả 3 phó giám đốc của bệnh viện thì đều còn tuổi đời rất trẻ và chưa hề kết hôn. Về phía cộng đồng mạng, đăng tải trên fanpage của mình, Hot Mom Hằng Túi đã đăng tải một chiếc status để thể hiện sự bức xúc của mình dành cho bố và dì ghẻ trong vụ việc này. Tôi đã rất nhiều lần bị nhìn giống như là một bà điên vì nhiều chuyện. Thấy người đi xe mà quên chân trống, thấy một ông bố lái xe mà tay vẫn ôm con, thấy em bé ngồi sau ngủ gật, thấy em bé hàng xóm 3 tuổi không ai trông đang đi trên sân thượng chưa có hàng rào chắn. Tôi cứ gào lên, mắng loạn lên như là thể là việc của mình, rồi nhận ra những ánh mắt coi thường, thậm chí là cười khẩy. Bên cạnh đó thì Hằng Túi cũng đã không quên kêu gọi và mong mọi người có thể giúp cháu bé lấy lại được công bằng trước những hành vi bạo hành của người dì ghẻ kia. Ngoài ra thì luật sư Trần Thị Ngọc Nữ là chi hội trưởng của Chi hội Luật sư Bảo vệ quyền trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết rằng hội đang hỗ trợ cho gia đình của bé An để hoàn tất các thủ tục pháp lý đòi lại quyền lợi cho con và có thể đưa vụ việc này ra ánh sáng. Hiện tại thì phía cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin để củng cố hồ sơ vụ án này.
Tin tức tiếp theo có trong ngày hôm nay, mới đây thì thông tin Jack âm thầm lên chức chủ tịch sau siêu bão scandal tình cảm và có con riêng đang là chủ đề nhận về rất nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Theo đó thì một fanpage sở hữu khoảng 700.000 lượt theo dõi đã chia sẻ hình ảnh cho thấy Jack đã lập ra một công ty có tên là công ty trách nhiệm hữu hạn G97 Entertainment. Điều này thì đã khiến cho cộng đồng mạng cho rằng nam ca sĩ đã lên chức chủ tịch và đang điều hành công ty mang tên mình. Tuy nhiên thì đây là một thông tin không chính xác vì trên thực tế thì công ty trách nhiệm hữu hạn G97 Entertainment đã được thành lập từ ngày 11 tháng 6 năm 2020 và có mã số thuế đầy đủ. Theo thông tin trên trang web mãsothuế.com, người đứng tên đại diện của công ty này là bà có tên CL, tức là mẹ ruột của Jack. Hiện tại thì phía nam ca sĩ vẫn chưa đưa ra bất cứ một phản hồi nào về tin đồn này. Tin tức tiếp theo có trong ngày hôm nay, mới đây thì chủ tiệm bánh mì Phượng tại Hội An đã lên tiếng xin lỗi sau khi bị phốt ầm ĩ vì thái độ phục vụ khách hàng một cách hách dịch. Tuy nhiên thì cộng đồng mạng vẫn rất kiên quyết giữ thái độ tẩy chay cửa hàng này. Đầu đuôi sự việc bắt nguồn từ một bài viết của một cô gái có tên UP với hàng loạt những bình luận tiêu cực như sau. Tôi ngơ ngác nhìn những người xếp hàng sau mình cầm bánh đi ra. Họ cố tình trêu người khi biết rõ tôi là người khách đến trước. Thái độ hách dịch vừa liếc vừa lườm vì tôi mua nhiều hơn mấy người sau 4 ổ. Vậy còn công sức tôi đứng chờ 30 ổ mất hơn 20 phút thì sao? Bánh mì Phượng thì căn bản là không quá xuất sắc về hương vị, nhưng mà nó may mắn bật lên sau một công cuộc truyền thông cho Hội An. Từ đó thì ai cũng đã đặt lên cái khái niệm là đến Hội An thì phải ăn bánh mì Phượng đầy cao ngạo để người bán hách dịch, trịnh thượng và bất lịch sự với khách như vậy. Tài khoản UP còn cho rằng nhân viên của tiệm bánh mì Phượng đã phát ra lời văng tục, tự ý tăng giá bánh mì từ 15.000 lên 30.000 để bán cho chị. Và đáng chú ý là bên dưới phần bình luận, hai đầu bếp nổi tiếng từng xuất hiện trên truyền hình là Ryan Phạm và Võ Quốc cũng đã để lại những bình luận đồng tình với bài viết này. Dưới phần bình luận bài review bánh mì Phượng của UP thì nhiều người cũng đã bày tỏ sự bức xúc vì những trải nghiệm mua bánh mì có phần không mấy vui vẻ tại đây. Bài đăng của UP ngay lập tức đã được truyền tay nhau một cách chóng mặt trên mạng xã hội và ngay lập tức thì đã thu hút về khoảng 7.000 lượt tương tác, 3.600 bình luận và 1.400 lượt chia sẻ. Cho tới tối ngày hôm qua 27 tháng 12, tài khoản Facebook của chủ tiệm bánh mì Phượng đã có một bài đăng khá dài để chia sẻ về những lùm xùm vừa qua của cửa tiệm mình. Theo đó thì bà chủ đã cảm thấy rất sốc sau khi đọc bài viết bóc phốt cửa hàng mình trên Facebook và đồng thời khẳng định rằng 35 năm kinh doanh chưa bao giờ gặp trường hợp này. Bà cũng cho rằng sự việc hôm đó đơn giản là thiếu sót của nhân viên do không quan sát người tới trước và tới sau. Và đáng nói hơn cả, bà Phượng còn cho rằng vì sự hiểu lầm đó mà một bạn trẻ đã cảm thấy bức xúc, bốc đồng rồi đăng tải bài viết này. Ngay sau khi đăng tải thì cư dân mạng đã để lại rất nhiều những ý kiến trái chiều dưới phần bình luận này. Người thì cảm thông, người thì vẫn tỏ ra phẫn nộ vì cách mà bà chủ tiệm bánh mì nổi tiếng này gọi khách là bốc đồng, trong khi vẫn lên tiếng bênh vực cho nhân viên của mình. Một tài khoản Facebook đã để lại bình luận rằng, ủa nhân viên của mình thì được diễn tả là nhân cách nhẹ nhàng, là không được khôn khéo trong cách cư xử, còn khách người ta bỏ công ra chờ cả nửa tiếng đồng hồ, xuất phát từ sự tin yêu, xong khi mua hàng thì lại bị thái độ hách dịch, người ta dùng sức mạnh ngòi bút để bạn bè bốn phương biết thì lại cho rằng đó là bốc đồng. Và hiện tại thì cả bài đăng bóc phốt từ tài khoản có tên UP và cả post xin lỗi của chủ tiệm bánh mì Phượng vẫn đang nhận về rất nhiều sự quan tâm đến từ phía mạng xã hội. Tin tức thứ tư có trong ngày hôm nay, theo như thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cho biết, trong đêm ngày hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay 28 tháng 12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta đã trải qua một đêm rét nhất kể từ đầu mùa đông đến nay. Cụ thể thì tại các trạm quan trắc, nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận ở nhiều nơi đã xuống dưới 13 độ C, vùng Trung Du và Đồng Bằng xuống dưới 12 độ C, khu vực Bắc Trung Bộ xuống dưới 14 độ C, đặc biệt là tại Mẫu Sơn đã giảm xuống còn 1,2 độ C. Tại các vùng núi cao như là Trùng Khánh, Cao Bằng, Đồng Văn, Hà Giang và Sapa, Lào Cai, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, nhiệt độ đã dao động từ khoảng 5 cho đến 7 độ C. Tại khu vực Hà Nội thì vào sáng ngày hôm nay 28 tháng 12, ghi nhận nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng là từ 10 đến 12 độ C. Theo như ghi nhận thì vào tối ngày hôm qua, người lao động nghèo ở Hà Nội vẫn phải cắn răng chịu lạnh, ngồi co ro bên đống lửa để mưu sinh trong nỗi lo những ngày Tết cận kề. Tuy nhiên thì vì thời tiết lạnh giá, cho nên là người dân cũng ít ra đường hơn nên là thu nhập cũng đã kém hơn bình thường. Một tin tức đáng chú ý khác trong đợt rét đậm này đó là việc tuyết rơi ở Sapa. Cụ thể thì thời gian gần đây, nhiều fanpage đã rộ lên thông tin rằng Sapa có tuyết rơi, thậm chí là còn đính kèm những hình ảnh chụp những khung cảnh đỉnh Phan Xipang ngập trong tuyết trắng, khiến cho các du khách đang lên kế hoạch để tới Sapa gấp trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch này để kịp đón những đợt tuyết rơi. Tuy nhiên thì đây chỉ là một cú lừa thôi. Những bức ảnh này thì thật ra đúng là được chụp tại Phan Xipang, thế nhưng mà thời gian lại cách đây từ một vài năm trước vào những đợt tuyết dày chứ không phải là thời điểm hiện tại. Và trên các diễn đàn thì không ít người đã bày tỏ sự bức xúc với việc chia sẻ thông tin sai sự thật của một số người.
Tin tức tiếp theo có trong ngày hôm nay. Trước tình trạng ùn ứ tại nhiều cửa khẩu, nhiều chiếc container đã phải quay đầu tìm đường tiêu thụ hàng trong nội địa với mức giá rẻ hơn. Theo đó, thì tính đến chiều ngày 26 tháng 12, tổng số phương tiện đang chờ tại các cửa khẩu biên giới Việt Nam-Trung Quốc là khoảng gần 5.800 xe. Trong tuần vừa qua thì chỉ có một ngày duy nhất, số xe thông quan lên tới khoảng 200 xe, còn lại mỗi ngày ở cửa khẩu Lạng Sơn thông quan được từ 50 cho đến 80 xe. Với tốc độ này thì dự kiến phải trong 2 tháng mới có thể giải quyết hết được. Trong khi hiện nay, mỗi ngày vẫn có khoảng 70 xe hàng đang dồn về Lạng Sơn. Nguyên nhân chính được xác định là do phía Trung Quốc vẫn đang thực hiện chính sách là Zero Covid. Quy trình giao nhận hàng hóa thì được siết chặt hơn để kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Chỉ còn duy nhất cửa khẩu Hữu Nghị được thông quan, nhưng mà mỗi ngày cũng chỉ làm thủ tục cho hơn 50 xe đi qua. Tuy nhiên thì những ngày vừa qua, rất nhiều xe hàng từ Quảng Ninh và Cao Bằng đã đổ về Lạng Sơn. Bãi trung chuyển dã chiến thì đã quá tải với hơn 1.000 xe và theo như tính toán thì có khoảng 2.000 tài xe và phụ xe đã tập trung tại đây. Do thời gian chờ đợi quá lâu mà các mặt hàng nông sản thì đã bắt đầu hư hỏng nên nhiều doanh nghiệp và chủ hàng đã phải lựa chọn biện pháp quay xe. Trung bình mỗi ngày thì có từ 50 cho đến 60 xe phải quay đầu để tìm đường tiêu thụ khác trong nước để nhằm gỡ lại tiền xăng dầu. Nhiều lái xe đã kiệt sức trong hành trình chờ đợi của mình và thậm chí là một chợ mít tự phát đã mọc lên trên đường quốc lộ trên cửa khẩu Hữu Nghị. Có khoảng 10 xe chở mít đã về đây từ mấy ngày nay và hy vọng có thể gỡ gạc được phần nào vốn. Giá mít từ 40.000 đồng 1kg được mua tại vườn nay chỉ bán ra còn 5.000 đồng 1kg, nhưng mà phải chọn rất kỹ thì mới được một quả nguyên vẹn. Trước tình hình này thì trong chiều tối ngày 26 tháng 12, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp với bộ ngành và địa phương. Nhiều giải pháp đã được đưa ra tại cuộc họp này. Theo như đánh giá tại cuộc họp thì tình hình ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới tại phía Bắc nước ta hiện tại vẫn chưa được cải thiện. Các bộ và địa phương tham gia họp trực tuyến đã phải thảo luận nhiều giải pháp để xử lý tình trạng trong ngắn hạn và dài hạn. Trong đó thì đặc biệt chú ý tới giải pháp điều tiết lượng hàng hóa lên cửa khẩu và tìm đầu ra cho các nông sản này, phấn đấu giải phóng một cách sớm nhất hơn 5.000 xe hàng đang tồn đọng ở các cửa khẩu thuộc hai tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn. Tin tức cuối cùng có trong ngày hôm nay có liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại nước ta. Hà Nội đã ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên do một người trở về từ Anh Quốc cách đây 9 ngày. Theo như thông tin, thì người này nhập cảnh tại sân bay Nội Bài vào hôm 19 tháng 12 vừa qua. Test nhanh cho ra kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên đã được đưa bằng xe chuyên dụng về khu cách ly của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sau khi lấy mẫu giải trình tự gen thì kết quả đã xác định bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron và là ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên tại Việt Nam chúng ta. Theo đại diện của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã cho biết, biến chủng Omicron có nhiều đột biến, khó phân tích hơn nên khó có thể khẳng định ngay trong lần đầu giải trình tự gen. Từ lúc nhập viện cho đến nay thì bệnh nhân không có triệu chứng, bệnh viện sẽ cách ly đủ thời gian theo quy định rồi sẽ cho ra viện. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm và hoạt động vui chơi giải trí cho nhiều người, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản để gửi tới Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, đề xuất cho phép dịch vụ karaoke, vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ được phép hoạt động trở lại. Đề xuất này thì cũng nhằm mục đích là thúc đẩy hoạt động phục vụ cho khách du lịch, từng bước có thể khôi phục được kinh tế địa phương. Và cũng theo như Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh giải thích rằng, hiện nay thì tình hình dịch tại thành phố cũng đang từng bước được kiểm soát tốt hơn. Hiện tại thì hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khác đều được đi vào hoạt động và tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cũng đã đủ 2 mũi trên địa bàn thuộc diện cao rồi. Cho nên là nếu như đề xuất này được thông qua thì các cơ sở karaoke cần phải đảm bảo khoảng cách giữa các khách là từ 4m² trở lên, không bao gồm công trình phụ. Đối với vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ thì khoảng cách an toàn sẽ được tính dựa trên diện tích sàn đang hoạt động.